Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã kéo dài suốt 2 năm qua và đặc biệt là đợt tái bùng phát dịch lần thứ tư vừa rồi có thể coi đã chạm ngưỡng giới hạn khả năng chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng. Thực tế này không chỉ đòi hỏi mỗi doanh nhân, doanh nghiệp phải tiếp tục vượt khó để tồn tại mà còn cần nhiều hơn, kịp thời hơn các chính sách hỗ trợ để tiếp sức cho doanh nghiệp. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm ngày doanh nhân. Không vì sóng cả mà ngã tay chèo. Câu nói này dường như đang trở nên rất đúng đối với doanh nghiệp nhỏ này. Thiếu mặt bằng, phải sản xuất trong điều kiện khó khăn, nhưng bằng sự vượt khó và năng động, nhiều năm qua, doanh nghiệp này đã khẳng định được chỗ đứng của mình, trở thành một trong những sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của Đà Nẵng và xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới. Và cũng chính sự năng động đó, doanh nghiệp này đã chủ động triển khai nhiều phương án ứng phó với đại dịch COVID-19, duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Cái thứ nhất là khi chúng tôi đánh giá và nhìn thấy được cái tình hình thị trường du lịch thì chúng tôi đưa ra cái giải pháp là chúng tôi có chia sẻ lợi nhuận với các nhà nhập khẩu. Tức là cái vận chuyển hiện nay, cái logistics rất là khó khăn và giá thành rất đắt. Thì lập tức mình là phải giảm đi một phần, thậm chí là giảm hẳn cả lợi nhuận với mục đích cao nhất là không để đứt gãy thị trường. Tức là sản phẩm mình luôn luôn duy trì trên thị trường của các nước và đồng thời khách hàng họ vẫn trung thủy với mình. Đó là cái nhất. Cái thứ hai là chúng tôi phải mở thêm các cái kênh khác, ví dụ đẩy mạnh về việc bán hàng trên hệ thống thương mại điện tử để tìm ra một cái phần lợi nhuận từ cái đó để bù đắp lại cái mặt hàng thiếu vắng của thị trường du lịch. Muốn tồn tại, doanh nghiệp đã phải gồng mình triển khai nhiều giải pháp để vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất, chấp nhận tốn kém chi phí tổ chức phương án 3 tại chỗ và duy trì việc xét nghiệm COVID-19 3 ngày một lần. Người lao động cũng đồng hành chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, tuân thủ 5K và tự nguyện sản xuất tại chỗ, ăn ở tại chỗ. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 9 tháng qua, cả nước đã có hơn 90.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tại Đà Nẵng, cũng đã có gần 600 doanh nghiệp rời thương trường và gần 2.300 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, thiệt hại nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp chưa thể phục hồi. Để có doanh nghiệp có thể phục hồi sớm và kinh tế có thể phát triển trở lại, thì ba cái việc mà tôi nghĩ là tập trung. Thứ nhất là thành phố tiếp tục đẩy nhanh và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động trong khó khăn với dịch bệnh mà chính phủ đã ban hành. Điều thứ hai nữa là tiếp tục cải thiện cái môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Và điều thứ ba là những kịch bản trong ứng phó với dịch bệnh cũng cần phải được xây dựng một cách cụ thể, hợp lý và hiệu quả để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp có thể nắm bắt và cùng với chính quyền trong việc thực thi cái việc phòng chống dịch bệnh cũng như là phục hồi kinh tế. Để tiếp sức cho doanh nghiệp, hiện rất nhiều chủ trương chính sách từ trung ương đến địa phương đã được ban hành, từ việc cơ cấu giãn nợ, giảm lãi vay đến miễn giảm các loại thuế phí, gia hạn thời gian nộp thuế tiền thuê đất v.v. Tất cả đều là phao cứu sinh của doanh nghiệp. Điều cần nhất lúc này là phải giúp doanh nghiệp nhanh chóng được thụ hưởng các chính sách và đảm bảo tính nhất quán, công bằng trong các chính sách. Đối với doanh nghiệp thì đối với lần này thì bản thân doanh nghiệp cũng phải tự sửa mình, cũng phải tự tái cơ cấu và bản thân doanh nghiệp cũng phải tự đứng lên. Có thể nói đây là từ phía doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu tôi đề nghị nếu thành phố mà đã có đưa ra những cái gói hỗ trợ thì phải là cụ thể, phải là rõ ràng và phải được thực hiện nhanh nhất. Không vì sóng cả mà ngã tay chèo, chặng đường phía trước đối với hành trình phục hồi nền kinh tế của Việt Nam chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn. Sức khỏe của doanh nghiệp bị bào mòn do dịch bệnh kéo dài nên việc khôi phục lại sản xuất cũng đang là bài toán nan giải. Tuy vậy, cộng đồng doanh nhân Việt Nam vẫn vững tin vào sự lãnh đạo và đồng hành của Đảng và Nhà nước, nỗ lực vượt qua giai đoạn cam go này. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm lửa thử vàng, thử thách bản lĩnh của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp và cũng là thời điểm thể hiện rõ nhất vai trò của Đảng, Nhà nước, bộ ngành và từng địa phương để sớm đưa doanh nghiệp quay lại tình trạng bình thường mới.